hoặc trời tứ đại thiên vương chúng, hoặc cõi trời ba mươi ba, hoặc cõi trời dạ ma, hoặc cõi trời đâu xuất, hoặc trời lạc biến hóa, hoặc trời tha hóa tự tại, là vì muốn giáo hóa cho các hữu tình được thành tựu, hoặc vì muốn làm trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, thường gặp chư Phật, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, không bao giờ bỏ sót. Lại nữa, này xá lợi tử, có đại Bồ Tát tuy hiện nhập bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, còn có phương tiện thiện xảo từ cõi này sanh vào cõi trời phạm thiên, làm đại phạm vương có oai đức quyền lực, dạo chơi các cõi Phật từ cõi Phật này đến cõi Phật khác. Trong đó, Bồ Tát nào chưa chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà? thì khuyến hóa cho họ để chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vị nào đã chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề rồi, thì thỉnh chuyển pháp luân làm lợi ích cho tất cả hữu tình. Lại nữa, này xá lợi tử có đại Bồ Tát, còn lại một đời tu hành bát nhã ba la mật đa có phương tiện thiện xảo. Dù hiện khởi bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, bốn tu niệm,